Ok, chào mọi người đã quay trở lại và đây lại là Đạo Chế. Ok, ngày hôm nay thì chắc các bạn cũng đã đoán được rằng nội dung hôm nay là gì rồi đúng không? Nếu mà bạn nào mà có xem cái video đôi ananas donut mà mình post lên tuần trước ấy, thì mọi người sẽ biết rằng hôm nay mình sẽ vẽ một đôi ananas nữa. Và đó chính là đôi ananas mà mình sẽ vẽ concept là Happy New Year. Không, chính xác là Lunar New Year. Ok, rất là tình cờ khi mà cách đây một khoảng thời gian ấy thì có một bạn mà đã có comment vào trong một cái video của mình, mà mình cũng không nhớ là cái video nào, bạn ấy có bảo mình đó là hãy vẽ một đôi ananas bummer gum. Nhưng mà mình nhớ không nhầm, đó tức là đôi giày mà nó có cái đế như này này. Đó, đế giày như thế này. Thì mình rất là tình cờ mình đã mua đúng đôi giày đấy luôn. Đó, vậy nên thì đây là một cái video mà mình cũng xử lý cho một vị khán giả của mình, một cái yêu cầu của bạn ấy. Ok, và concept ngày hôm nay thì sẽ là concept về Lunar New Year như mình vừa nói xong. Và thời gian mà cái video này xuất hiện thì nó cũng đã là Tết rồi. Vậy nên thì mình cũng chúc mọi người một năm mới thật là an lành và cùng xem video nào. Let's go! Take it away, feeling too good to me. Chilling all day, all in your space is where I wanna be. Here in this room, what did you do? I just can't get enough. Too caught up in your love. I've been trying to forget, but you won't let me. Something in my brain wants you. I've been hanging by myself, asking for help, but nothing seems to work on you. Yeah, you always make me feel like, oh yeah, you never leave my thoughts alone. Yeah, you're the reason I'm going out of my mind. I just can't stop thinking about you. When you're away, nights are sleepless. Do we need space? Yeah, maybe a break. Boy, you're my weakness. Give and we take, the love that we make, it's my favorite drug. Too caught up in your love. I've been trying to forget, but you won't let me. Something in my brain holds you. I've been hanging by myself, asking for help, but nothing seems to work on you. Yeah, you always make me feel like, oh yeah, you never leave my thoughts alone. Yeah, you're the reason I'm going out of my mind. I just can't stop thinking about you. Yeah, và thế là mình đã hoàn thành xong đôi ananas của mình. Đây là cái họa tiết mà mình lấy ý tưởng từ kiểu như là năm mới đó. Cho nên là cái tông màu chủ đạo nó sẽ toàn là màu đỏ. Để mình nói rõ cho các bạn xem là những cái chi tiết trên này như thế nào nhá. Ở đây thì có hoa đào. Ở dưới này thì sẽ có một cái thỏi vàng đó, tượng trưng cho tài lộc các kiểu đó. Đấy. Còn lại thì sẽ là những cái vân mây này, rồi là có cả pháo hoa nổ đùng 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 đùng. Ok nha. Ok, và hy vọng mọi người sẽ cảm thấy thích cái video này. Đã là năm mới rồi cho nên là mỗi năm mình sẽ vẽ một cái mẫu giày mà nó sẽ liên quan đến năm mới một chút. Năm ngoái thì mình có vẽ đôi giày Converse Year of the Rat. Đó, còn năm nay là con trâu rồi cho nên là hy vọng mọi người sẽ khỏe như trâu nhá. Chúc mọi người sẽ có một cái năm mới thật là vui vẻ. Ok. Và điều cuối cùng mình muốn nói đó chính là năm mới rồi thì hy vọng mọi người sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ mình. Và mình sẽ còn tiếp tục làm thêm rất là nhiều những nội dung về giày dép nữa gửi đến cho mọi người trong cái năm nay. Đó, đầu năm nay thì thực sự là nó cũng chưa có gì đặc sắc cho lắm, nhưng mà
nhá. Hy vọng là năm con trâu chúng ta sẽ cày như trâu. Ok nhá. Và vậy thôi, đây sẽ là kết thúc của cái video này rồi. Nếu mà bạn nào còn xem đến tận đoạn cuối cùng này thì Happy New Year. Ok nhá. Sau năm mới không biết mình có nên lì xì cho mọi người cái gì không nhỉ? Để mình suy nghĩ nhá. Và vậy thôi, hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau. Bye bye.